Hello, Ngoại Đường Pitch xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam trưa ngày hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2023. Cách đây chỉ ít phút thôi thì huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, anh Kiatisak Senamuang đã thông báo về việc chốt hợp đồng với ngoại binh thứ ba của đội bóng Phố Núi tham dự mùa giải V-League 2023-2024. Đó là cầu thủ Jairo, trung vệ từng khoác áo của câu lạc bộ Khánh Hòa ở mùa giải năm 2023 vừa qua. Jairo cao 1m9 và có thể nói được xem như một hòn đá tảng của hàng phòng ngự câu lạc bộ Khánh Hòa ở mùa giải mà có thể nói là các học trò của huấn luyện viên Võ Đình Tân đã bị đánh giá rất thấp trong cuộc đua trụ hạng của V-League. Nhưng cuối cùng thì họ đã sớm trụ hạng trước 3 vòng đấu. Có thể nói là những đóng góp của Jairo dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa là rất ấn tượng. Và chính vì vậy mà sau khi được giới thiệu đến cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì có thể nói là Jairo đã nhận được cái sự đồng ý từ huấn luyện viên Kiatisak. Và cũng xin được chia sẻ một chi tiết rất là thú vị liên quan đến cầu thủ Jairo này. Các bạn có biết là người mà giới thiệu Jairo đến với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là một thành viên của câu lạc bộ Hà Nội ở những mùa giải trước đây, đó là anh Công Tuấn. Anh Công Tuấn thì là trợ lý huấn luyện viên và cũng là người đại diện của cầu thủ Jairo. Và có thể nói là khá là thú vị việc mà một thành viên của Hà Nội FC mà lại giới thiệu một cầu thủ để cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có thể sử dụng ở mùa giải năm 2023-2024 cũng rất là thú vị và cũng rất là đáng để chờ đợi, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với những cái thông tin tiếp theo trước khi mà chúng ta quay trở lại với chủ đề chính. Ngày hôm qua thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đã xem cái trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển Olympic Iran rồi. Và với cái thất bại 0-4 thì có thể nói là rất là đáng lo dành cho các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Cái cơ hội nào để đội tuyển Olympic Việt Nam có thể góp mặt ở vòng 1/8 của môn bóng đá nam ASEAN 19 đây? Đó là điều mà chúng ta rất là quan tâm. Trước khi mà đến với những cái phân tích về cái cơ hội, khả năng nào, cửa nào cho đội tuyển Olympic Việt Nam có thể vào được vòng 1/8, thì chúng ta sẽ cùng nghe qua cái phần trả lời phỏng vấn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành cho giới truyền thông. Tuy nhiên là mình có đầy đủ đoạn clip mà anh Hoàng Anh Tuấn, anh ấy đứng trả lời và các cầu thủ đi ra đi vào, nhưng mà những hình ảnh đó sẽ không được xuất hiện ở trên các kênh YouTube, các kênh mạng xã hội cũng như là báo chí, đài truyền hình ở Việt Nam sau những cái lời cảnh báo từ phía Trung Quốc. Và chính vì vậy mà bọn mình chỉ để một cái hình ảnh đại diện mà thôi. Xin mời cả nhà cùng theo dõi. Tôi nghĩ rằng là tôi đã trả lời phỏng vấn là không có đối thủ nào dễ dàng cả. Sau trận đấu tôi thấy là anh với ban huấn luyện đến bắt tay và ôm từng cầu thủ, thì anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau trận đấu hôm nay không? Thật ra cầu thủ cần những cái thời điểm đó, cần ban huấn luyện. Chúng ta biết là một cái trận đấu mà đối phương là hơn hẳn chúng ta về mọi mặt, về thể hình, về thể chất, về kinh nghiệm, tuổi tác, mọi thứ. Và chúng ta biết cái nền bóng đá Iran với Việt Nam nó khoảng cách nó rất là xa, vị trí 22 trên bảng xếp hạng FIFA, và chúng ta đang ở đâu khoảng cách rất là xa. Nhưng mà chính vì những trận đấu này thì cầu thủ nó có những cái bài học rất là lớn. Bóng đá đỉnh cao là như thế nào, bóng đá hiện đại là như thế nào. Tôi nghĩ rằng là trận đấu này rất là bổ ích. Đương nhiên một trận đấu với một tỷ số đậm như thế là không ai vui cả. Nhưng mà chúng ta và bản thân tôi nhìn ở dưới góc độ chuyên môn, sau trận đấu này cầu thủ đã trưởng thành rất là nhiều. Gặp những đối thủ mạnh hơn họ sẽ biết chơi như thế nào. Và thông qua trận đấu này họ cũng hiểu rằng là bóng đá nó là như vậy. Bóng đá là một cái môn, nó bây giờ là nó là khoa học rồi, chứ không phải là một cái môn là một trò chơi như chúng ta thường nghĩ nữa. Anh cho hỏi là tại sao anh bầu thủ môn Sĩ Huy làm đội trưởng nhưng mà cậu ấy lại chọn chiến thuật dự bị? Về ban cán sự đội bóng á, chúng tôi có một cái quy định, một cái thống nhất riêng, tức là đội trưởng của đội bóng hoàn toàn khác đội trưởng trên sân. Có thể là khi đội trưởng của đội bóng họ không thi đấu thì ban cán sự sẽ có một người thay người đó làm đội trưởng trên sân. Đó, chính vì thế tôi cũng biết rằng một số người cũng lăn tăn cái suy nghĩ đấy. Ở trong cái ban cán sự gồm đội Sĩ Huy, Quang Văn Chủng, Quốc Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng, rồi Phan Tuấn Tài,
bạn thấy thì Phan Tuấn Tài với Nhâm Mạnh Dũng thì không tham gia được trận đấu. Khúc Quang Khang trên sân mà Quang Chủng, và trận đấu này sau khi bàn bạc thống nhất là Quang Chủng chơi thì vị trí đó đội trưởng thì tôi nghĩ là phù hợp thôi. Chúng ta đừng nghĩ quá nặng nề vì một ai đó. Đương nhiên trước khi đưa ra một quyết định chúng tôi cũng bàn nhau rất là kỹ. Vấn đề cuối cùng là cái gì? Vấn đề cuối cùng là cái kết quả mình có tốt hay không? Ở đây là có một cái chuyện là tuyển luôn luôn thủ lưới ở thời điểm đầu và cuối các trận đấu. Tôi vẫn nhắc cầu thủ rất là kỹ lưỡng, không phải một lần hai lần. Đó, tôi nhắc là đầu trận đấu, lúc khai cuộc, kết thúc hiệp đấu, đầu hiệp thứ hai và những phút bù giờ chúng ta đấy ở trận đấu này cũng giống hết những trận công cụ. Đó là một cái điều gì bạn? Đó thể hiện là sự non kém, thiếu kinh nghiệm và sự tập trung của họ cho một trận đấu không tốt. Chúng ta thấy là vừa vào hiệp là thua ngay, vừa vào trận đấu là thua ngay, vào phút thứ ba, phút thứ tư mình đã thua rồi và cái bàn 4-0 là kết thúc trận đấu. Cái này chúng tôi phải rút kinh nghiệm một cách sâu sắc và ban huấn luyện phải làm cho thật là kỹ lưỡng. Và tôi không phải tôi nói một lần, tôi nói rất nhiều lần là không phải cho cái đội bóng này đâu, tất cả các đội bóng nào khi thi đấu một cái trận đấu, một giải đấu gặp cái đối tượng rất là mạnh thì chúng ta hết sức quan tâm những cái điểm mấu chốt như thế này. Vì trước khi trận đấu thì tôi cũng đã nói là cầu thủ của Iran chắc chắn là họ sẽ dâng tấn công rất là nhanh, với một cái đẳng cấp họ như thế, cái lực họ như thế, và với một cái tính chất trận đấu đối với một đối tượng yếu hơn chắc chắn họ sẽ tấn công. Chúng ta phải biết những cái điều hạn chế những cái phút đầu tiên tập trung cao độ, nhưng rất tiếc hai trận đấu rồi cầu thủ không nào. Theo ông thì một trận thua 0-1 và 0-4 nó khác nhau nhiều không, và Iran họ có hai cầu thủ trên 30 tuổi và nòng cốt họ là 99-2000 thì chân lực của mình là khoảng 3-4 tuổi. Theo anh thì cái điều đấy nó như thế nào? Tôi nghĩ cái điều đó là bình thường mà. Chúng ta chấp nhận cuộc chơi, chúng ta có chấp nhận cuộc chơi và cái định hướng và cái chiến lược chúng ta là tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ. Có thể chúng ta năm nay thua 4-0 nhưng có thể năm sau là cái tỷ số nó sẽ khác. Tôi nghĩ chắc chắn là như vậy. Và tôi nghĩ cái định hướng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng rất là chuẩn, tính dài hơi hơn chứ. Có thể chúng ta hôm nay có một trận đấu hòa thì sao? Đó, nó sẽ có thể là trong thời điểm hiện tại nó rất là tốt, nhưng về lâu dài nó không tốt. Tại dù sao đi chăng nữa vẫn là một trận đấu cụ thể. Chúng ta cần một thời gian dài, chúng ta phải có những cái trận đấu thua như thế này, chúng ta có những giải đấu lớn như thế này, cầu thủ nó mới trưởng thành. Ngày mai ông sẽ nói chuyện với cầu thủ như thế nào? Chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Thì tôi vẫn nói với cầu thủ rằng là cái chức vô địch SEA Games hoặc cái vô địch Đông Nam Á hoặc cái vô địch AFF không có giá trị bằng một cái trận thắng ở Olympic đâu. Và nếu ở Olympic thì chúng ta ở ASEAN chúng ta vào vòng 2 nữa, cái giá trị rất là lớn. Nó lớn ở đây là lớn về mặt góc độ hình ảnh cá nhân từng cầu thủ. Và tôi nói với cầu thủ là ngày xưa thế hệ chúng tôi mà để được tham dự một cái Olympic hay cái ASEAN thì nằm mơ. Bây giờ các bạn là sống giấc mơ thật sự, nên cố gắng, phải chắc chắn tôi sẽ nói cầu thủ cố gắng nắm lấy cái cơ hội này. Đó, đội tuyển chúng ta nếu có một điểm nữa thì cũng chưa biết đâu được, chúng ta tiếp tục vào vòng 1/16 thì đó là cái điều tôi đang suy nghĩ để làm sao ngày mai cũng chia sẻ động viên cầu thủ và nói cho họ biết cái giá trị nó rất là lớn ở cái trận đấu tới này. Anh dự định trận tới trận đấu sắp tới như thế nào và bảng đấu của chúng ta là sao? Cơ hội nào tốt cho đội Việt Nam? Thì tôi cũng vừa xem Ả Rập Xê Út đá với Iran thì thật ra là lối chơi của Iran tốt hơn, rõ ràng hơn đội Ả Rập Xê Út, nhưng mà rất tiếc ở cái giải này thì họ có những vấn đề về mặt con người. Bạn thấy đăng ký 16 cầu thủ thì cũng rất là khó cho người ta để người ta đá một cái khoảng đường dài 3-4 trận tiếp theo nếu như muốn đi đến trận cuối cùng, rất là khó. Ả Rập Saudi thì chúng ta thấy rồi, cái đẳng cấp những cái đội bóng ở vùng Ả Rập, vùng Trung Đông như thế nó đều mạnh cả mà. Nhưng mà bóng đá thì chúng ta chưa nói biết trước được gì cả, chỉ có biết rằng là hôm nay ở bảng đấu này Iran chắc chắn là vào vòng tiếp theo thôi. Dũng và Tuấn Tài thế nào bạn? Tôi nghĩ là cái cơ hội hai bạn ấy rất là ít. Hôm nay thì phải đưa Nhâm Mạnh Dũng xuống bác sĩ của đại hội chữa mắt đau vẫn rất là nặng, và Phan Tuấn Tài thì bạn ấy chấn thương từ lúc tập trung U23 Việt Nam
và bạn không có nói rõ. Và bên đây tiếp tục viêm cái gân Asin, tôi nghĩ chắc chắn là khó được góp mặt ở hai cái vị trí đó ở trận đấu tới, rất khó. Chắc chắn là như vậy, mà con muốn đá cũng không đá được. Nếu mà không có quả 4-0 thì cơ hội còn lớn nữa. Mấy bạn kia toàn 4-0 như mình không? Không phải Đông Nam Á toàn thua 4. Đây Đông Nam Á toàn là thua. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để nghe những cái chia sẻ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn liên quan đến cái trận thua của đội tuyển Olympic Việt Nam với tỷ số là 0-4 trước Iran. Và kết quả này cũng đồng nghĩa là cái cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ghi tên vào vòng 1/8 sẽ trở nên rất là khó khăn. Tuy nhiên là vẫn có những cái cơ hội và để mà đội tuyển Olympic Việt Nam có thể góp mặt ở vòng 16 đội, và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả, nếu chúng ta đánh bại Olympic Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối của bảng B thì chúng ta sẽ có cơ hội, chúng ta sẽ thẳng tiến vào vòng 1/8. Nếu chúng ta giành được một trận hòa thì chúng ta vẫn sẽ vào vòng 1/8. Đó là cơ hội rất là lớn. Tuy nhiên là kể cả trong trường hợp là thua thì thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn có cơ hội. Sau hai lượt đấu thì đội tuyển Olympic Việt Nam đang đứng thứ 3 ở bảng B với 3 điểm, xếp sau Iran và Ả Rập Xê Út cùng có 4 điểm, còn Mông Cổ thì chưa có điểm nào. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ ở vị trí thứ 4, lúc này thì đang ở vị trí thứ 4, thứ 5 trên bảng xếp hạng của nhóm các cái đội đang đứng ở vị trí thứ 3. Và nếu có được một cái trận hòa hoặc là giành chiến thắng trước Ả Rập Xê Út thì dĩ nhiên là đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ thẳng tiến vào vòng 1/8. Còn trong trường hợp thua thì sẽ như thế nào? Theo như quy định của môn bóng đá nam ASEAN 19 thì có tổng cộng là 21 đội và chia làm 6 bảng, có 4 đội có 4 bảng là 4 đội, 1 bảng 3 đội và 1 bảng 2 đội. Các đội đứng thứ nhất và nhì bảng đều đi tiếp cùng 4 đội đứng thứ 3 có kết quả tốt. Bảng C thì chỉ có 2 đội là Syria và Afghanistan đồng loạt, do là bảng C chỉ có 2 đội vì trước đó thì Syria và Afghanistan thì họ đồng loạt rút lui ngay trước ngày thi đấu. Vì thế mà Hồng Kông và Uzbekistan mặc nhiên là đi tiếp. Nếu thắng Ả Rập Xê Út ở lượt cuối thì Việt Nam sẽ đi tiếp nhờ là một trong hai vị trí đầu bảng B. Còn nếu chúng ta hòa thì chúng ta chắc chắn là sẽ đứng ở vị trí thứ 3 và cũng còn nhiều cơ hội để đi tiếp. Khi mà so với 5 đội đang cùng đứng ở vị trí thứ 3 thì kết quả giữa họ và đội thứ 4 trong bảng sẽ không tính. Vì thế đội Việt Nam có một điểm chỉ cần hơn một trong 4 đội bóng còn lại là chúng ta sẽ góp mặt ở vòng 1/8. Nếu thua Ả Rập Xê Út, cơ hội đi tiếp vẫn còn với đội tuyển Olympic Việt Nam, bởi khi đó đội vẫn chắc chắn đứng thứ 3. Tuy nhiên là cái cánh cửa sẽ hẹp hơn nhiều. Trước hết là đội cần phải hạn chế bàn thua để cạnh tranh về hiệu số bàn thắng bại so với các đội đang đứng ở vị trí thứ 3 khác. Chẳng hạn như nếu mà Việt Nam thua với cách biệt một bàn trước Ả Rập Xê Út thì là đội cần phải xem coi là Ấn Độ có thắng Myanmar với cách biệt 2 bàn hay không, hoặc là Triều Tiên phải thắng Indonesia cách biệt 5 bàn tại bảng E, hay Nhật, Qatar cùng thắng đậm Palestine tại bảng D. Nói tóm lại là cái cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vào vòng 1/8 vẫn là rất là lớn. Tuy nhiên là người hâm mộ cũng như là chính huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì có quyền lo lắng cho cái màn trình diễn của các cầu thủ ở thời điểm hiện tại. Tại vì sau cái trận đấu với Iran ngày hôm qua thì anh Hoàng Anh Tuấn ấy cũng đã chia sẻ những cái nỗi lo rồi. Cái sự non nớt về kinh nghiệm là cái điều mà chúng ta rất là dễ thấy. Và chỉ hy vọng là 2 ngày nữa đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ chấn chỉnh lại tinh thần để mà tập trung thi đấu thật là tốt ở cái trận đấu với đội tuyển Olympic Ả Rập Xê Út. Xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi cái phần điểm tin của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái thông tin liên quan đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mà mình chọn cho cái chủ đề trưa ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay, hay nói đúng hơn là mới cách đây khoảng nửa tiếng thôi. Sáng nay thì ký, nhưng mà nửa tiếng trước thì huấn luyện viên Kiatisak đã có một cái thông báo trên trang cá nhân của anh Zico về cái việc là ra mắt bản hợp đồng ngoại binh thứ 3
của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm 2023-2024, đó là trung vệ Jairo Rodriguez Funho. Thì đây Funho, và đây là một trong những trung vệ đã thi đấu cho câu lạc bộ Khánh Hòa ở mùa giải năm 2023. Để tìm hiểu rõ hơn về lý lịch của Jairo Rodriguez Peixoto Funho thì xin được chia sẻ với quý khán giả. Đây là một cầu thủ đá thiên về sức mạnh và cũng có những cái tình huống phối hợp và tham gia hỗ trợ tấn công, đặc biệt là bóng bổng rất tốt. Ở mùa giải năm 2023 thì Jairo đã thi đấu 14 trận cho câu lạc bộ Khánh Hòa và ghi được 3 bàn thắng. Dù là đá ở vị trí trung vệ, nhưng mà cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Santos Brazil cùng thời với Neymar đó đã có được 3 cái bàn thắng cho Khánh Hòa. Điều đó cho thấy rằng là nếu trong trường hợp mà câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cần tìm kiếm những cái bàn thắng từ các cái pha tấn công, pha phối hợp đá phạt hoặc là đá phạt góc, thì rõ ràng là Jairo cũng là một sự lựa chọn rất là lý tưởng ở trong vòng cấm địa với những cái tình huống không chế, những cái tình huống mà tranh chấp không chiến á. Jairo được đánh giá cao ở khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, tranh chấp cũng như có duyên ghi bàn ở các cái tình huống dâng cao. Sự xuất hiện của Jairo được huấn luyện viên Katisak chờ đợi, bởi vì hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai luôn là vấn đề rất lớn ở những mùa giải vừa qua. Có thể nói thời điểm mà gọi là tạm ổn nhất dưới triều đại của huấn luyện viên Katisak chính là khi mà còn trung vệ Kim Dong Su. Bây giờ thì Kim Dong Su đang phải thực hiện lệnh nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc, nên là bạn ấy cũng tạm thời là chưa có thi đấu. Rõ ràng là từ thời điểm đó cho đến bây giờ thì hy vọng là với cái việc là sắp tới đây Jairo đã cặp cùng với trung vệ còn lại đó là Pape Diakite, thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai họ sẽ tự tin hơn trong những cái tình huống chơi phòng ngự để không phải chịu những cái trận hòa giống như là cái giai đoạn mà ở mùa giải năm 2023 vừa rồi. Có tới 8 trận hòa chỉ sau khi kết thúc cái giai đoạn lượt đi. Đó là một con số mà rất là đáng tiếc đối với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện luôn. Xin chào bạn Henry Thuận. Hoàng Anh Gia Lai có cầu thủ ngoại đá tiền đạo hay tiền vệ với anh? Cảm ơn bạn Henry Thuận. Bạn Jairo này, người mà vừa mới xuất hiện trên hình ảnh đó, là đá ở vị trí trung vệ. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng biết rồi, sau khi mà Hoàng Anh Gia Lai họ đã chia tay với trung vệ Đình Bảo rồi, thì có thể nói là mùa giải năm nay thì bắt buộc là Hoàng Anh Gia Lai phải tìm kiếm thêm một cầu thủ đá ở vị trí trung vệ nữa. Và như mình đã nhận định, mình đã dự đoán rằng là Hoàng Anh Gia Lai sẽ tìm kiếm một trung vệ ngoại nữa để đá cặp cùng với Pape Diakite. Và cuối cùng thì nó đã đúng như vậy. Và người đã giới thiệu Jairo đến với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, xin nhắc lại một lần nữa, là anh Công Tuấn, trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội ở những mùa giải trước đây. Và cũng khá là thú vị đúng không ạ? Một cái chi tiết cũng rất là thú vị. Và như vậy là Hoàng Anh Gia Lai năm nay họ sẽ sử dụng một tiền đạo ngoại, đó là João Mario. Còn hai trung vệ là Pape Diakite và Jairo. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Xin chào bạn Sơn Trần. Mấy em còn non quá, để cho mấy em thi đấu để lấy kinh nghiệm cho sau này. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Sơn Trần. Sơn Trần đang nhắc về đội tuyển Olympic Việt Nam. Có thể nói là sau cái thất bại ngày hôm qua thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng với các cầu thủ bị chỉ trích rất là nhiều. Tuy nhiên là các em vẫn còn một trận đấu rất là quan trọng nữa với Ả Rập Xê Út. Và mình cũng giống như là Sơn Trần hay bất kỳ khán giả nào thôi, hãy cổ vũ và động viên cho các em thi đấu thật là tốt ở trận đấu với Ả Rập Xê Út. Cái nhiệm vụ của chúng ta đó là không thua. Một cái mục tiêu được đặt ra rất là rõ ràng, đó là cố gắng để có điểm trước Ả Rập Xê Út. Thậm chí là nếu phải đá co cụm phòng ngự, không cho đối thủ họ giành được cái chiến thắng. Bởi vì dù sao thì Ả Rập Xê Út họ cũng sẽ vào nếu có một điểm mà. Cho nên là chúng ta hãy mình tin rằng là Olympic Việt Nam sẽ thi đấu cố gắng để mà hướng tới cái mục tiêu là có được một điểm trước đội tuyển Olympic Ả Rập Xê Út. Cũng xin được nhắc lại với quý khán giả, chưa có nắm thông tin, là vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ ra quân tại
bảng D của môn bóng đá nữ ASEAN 19 và đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ là đội tuyển nữ Nepal. Trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ. Nhưng mà thôi mình có lẽ mình cũng không trực tiếp bằng phát thanh nữa, quý khán giả có thể dễ dàng tìm được những cái kênh, những cái link để mà xem các cái trận đấu này cũng giống như là ngày hôm qua. Thực ra thì bắt đầu từ ngày hôm qua là rất nhiều cô chú anh chị đã có thể là vào xem được các cái trận đấu ở sân chơi ASEAN thông qua các cái kênh như là Sôi Lạc chẳng hạn rồi. Nên là mình cũng không cần phải giới thiệu thêm nữa và mình cũng không cần phải livestream nữa. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Xin chào bạn Khoa Trần. Xin chào bạn Chim Cảnh Hưng Lê. Sao Hoàng Anh Gia Lai không đá giải U21 vậy anh? Xin chia sẻ với bạn Chim Cảnh Hưng Lê là có một cái thông tin để cho cả nhà nắm là vòng chung kết của giải U21 quốc gia thì đang diễn ra và chuẩn bị bước vào vòng tứ kết rồi. Và sẽ có nhiều khán giả kêu là không thấy câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai góp mặt ở giải U21. Thực ra là đội U21 Hoàng Anh Gia Lai đã bị loại, thậm chí là đứng ở vị trí cuối bảng của cái vòng loại. Lý do là họ sử dụng đội hình là các em 16, 17 và 18 tuổi để đá cái vòng loại của giải U21 đó. Còn những em mà đúng tuổi của Hoàng Anh Gia Lai thì đang thuộc biên chế cho mượn của câu lạc bộ Kon Tum để mà dự cái vòng loại giải U21. Và đội Kon Tum đó thực ra là nòng cốt là Gia Lai hết, thì đã giành cái vé để dự vòng chung kết. Và vừa rồi thì họ cũng đã đánh bại đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An 1-0 ở cái trận đấu mở màn của cái bảng đấu tổ chức tại Nghệ An. Và lúc này thì đội Kon Tum đã góp mặt ở vòng tứ kết của giải U21 quốc gia rồi. Hồn thì hồn là Gia Lai mà Gia là Kon Tum đó. Xin được chia sẻ cùng với cả nhà để dễ dàng nắm. Đó mới chính là cái lứa U21 của anh Gia Lai. Nhưng mà bây giờ đang để cho khoác áo của Kon Tum, còn đưa các em 16, 17 tuổi đi để đá cái giải U21 vòng loại thì cho các em 16, 17, 18 tuổi đá ở cái giải đó. Cho nên là ra là thua trắng mắt luôn. Đội nào gặp đội nào cũng thua hết, tại vì non quá. Xin chào bạn Việt Nguyễn, xin chào anh Hậu Nguyễn. Mục đích Olympic Việt Nam đi là đi du lịch cho vui. Xin chào bạn Bùi Hồng Hương. Chào Dũng, các cháu còn nhỏ mà cần nhiều kinh nghiệm nữa. Dạ đúng rồi. Xin chào bạn Nhật Nguyễn. Chào em lên sóng ngày 2 buổi lúc mấy giờ để anh biết còn thưởng thức, anh bấm like cho em rồi. Dạ em xin cảm ơn ạ. Em không có giờ cố định. Khán giả mà follow Dũng nhiều thì không cần, chắc là cũng không ai hỏi nữa. Còn có nhiều khán giả mới thì Dũng xin chia sẻ là như anh Nhật Nguyễn hay là quý khán giả thì cứ thông cảm cho Dũng ạ. Tại vì cái công việc của Dũng nhiều quá, Dũng cứ rảnh lúc nào là Dũng xếp được thời gian là Dũng lên Dũng like. Cho nên là nó không cố định được giờ. Ví dụ mà một ngày thì chắc chắn là sẽ có 2 buổi rồi. Tại vì giống như là đi chấm công rồi, không lên là YouTube nó bóp tương tác là chết luôn. Cho nên là bắt buộc là vẫn phải lên, nhưng mà giờ thì không cố định được. Thường thì dao động vào buổi trưa 11 giờ đến 3 giờ chiều là cái thời gian đó là Dũng có thể là đi làm về rồi, Dũng chạy về, Dũng sắp xếp đồ đạc, Dũng gửi ship đồ xong Dũng ăn uống, nghỉ một xíu rồi livestream. Thì là nó chỉ rơi vào cái khung giờ là từ 11 giờ cho đến 3 giờ chiều là bắt buộc phải lên cái sóng của cái chương trình buổi chiều, buổi trưa. Còn đến buổi tối thì là sau 7 giờ tối là thường là có những cái thời điểm là ví dụ mà công việc sắp xếp được sớm là Dũng lên sóng lúc 7 giờ, nhưng mà cũng có những cái buổi là 9 giờ, 9 giờ rưỡi, 10 giờ, thậm chí là 10 giờ rưỡi tối vẫn lên sóng. Nên là mong quý khán giả là để làm sao không bỏ lỡ thì tốt nhất là mọi người ấn vào cái hình mũi tên ngay bên cạnh cái chuông, ấn vào trong đó, ấn vào chuông trước nha, xong rồi ấn vào cái mũi tên bên đó và chọn là thông báo tất cả, tức là mỗi khi mà Dũng lên sóng là mọi người sẽ nhận được những cái thông báo để mà mọi người biết và lên sóng ạ, lên xem ạ. Xin được chia sẻ với anh Nhật Nguyễn cũng như quý khán giả mới follow kênh mà không nắm á. Tại vì cũng mong cho cả nhà thông cảm cho mình là cái công việc thứ hai nữa là cái những nhiều cái sự kiện về bóng đá họ thường là diễn ra theo cái khung giờ là vào buổi chiều hoặc là buổi tối. Cho nên là có khi là mình lên sóng rất là muộn là tại vì mình đi ra sân. Chẳng hạn như là đang có một cái trận đấu rồi mình đi ra mình quay. Quay xong thì ví dụ đá 7 giờ tối, 9 giờ mới xong. 9 giờ xong mình dựng clip, mình đi về tới nhà nữa là 10 giờ. 10 giờ thì nhanh nhất là 10 rưỡi mới có thể lên sóng để trò chuyện được. Đó, nó không có cố định được lúc nào cả. Nên là mong cả nhà thông cảm cho. Bóng đá nó là như thế. Có thể là hồi trước mà làm phóng viên thể thao đó, thì cái mọi việc nó còn nghịch hơn nữa. Nghịch hơn nhiều so với bây giờ. Đó là có khi là cả buổi sáng là
chỉ có ngồi ở tòa soạn và chơi game thôi, chơi điện tử, chơi bắn Half-Life, Counter-Strike, chơi đủ thứ môn hết, là có thể chơi từ sáng đến 3-4 giờ chiều, nhưng mà sau đó lại xách ba lô lên và đi làm đến khuya mới về, về ngủ giấc sáng ngày hôm sau lại lên cơ quan ngồi chơi game, không làm gì hết, tại vì sự kiện liên quan đến thể thao thường là bắt đầu vào buổi chiều, buổi tối và ban đêm. Chứ còn những cái sự kiện mà liên quan thể thao mà vào buổi sáng á, thì thường là chỉ có chạy bộ nè, chạy marathon nè, hoặc là đua xe đạp là hết. Mà mấy cái môn đó thì Dũng lại không làm, cho nên là thời gian nó cũng bị trái, nó nghịch. Còn ví dụ như là nhiều cô chú anh chị là ví dụ làm hành chánh nhà nước hay là đi làm bình thường đi, thì làm từ thứ hai thứ bảy đúng không ạ? Thì Dũng có khi là chơi dài từ thứ hai thứ sáu, rồi thứ bảy chủ nhật là trong khi mà mọi người người nhà nhà ở nhà nghỉ, thì Dũng với lại nhiều anh em đồng nghiệp là lại đi tỉnh này tỉnh kia để tác nghiệp, tại vì đá banh thì họ lại đá vào ngày thứ bảy chủ nhật, nó lại nghịch như vậy. Xin chào bạn Phúc Lê, nếu hòa Ả Rập Việt Nam còn hy vọng không Dũng? Nếu chúng ta hòa Ả Rập, chúng ta cùng với Ả Rập và Iran vào vòng 1/8 luôn, tại vì lúc đó chúng ta sẽ là một trong những đội thứ ba có thành tích tốt. Có tới 4 suất của 6 bạn đấu dành cho những đội đứng ở vị trí thứ ba trong bảng có thành tích tốt. Đó, cơ hội rất là lớn, mà nếu chúng ta còn không giành được nữa thì không còn nói gì được. Xin chào bạn Hà Đoàn. Mình vẫn hy vọng là U23 Việt Nam sẽ có thành tích tốt hơn, một trong năm đội hạng 3 để vào vòng 1/8. Chú Dũng nghĩ sao? Dạ không, không, chúng ta một trong năm thì không có đúng, chỉ có 4 đội thôi, cho nên là bắt buộc chúng ta là phải là một trong 4 đội. Còn cái năm đó là năm bảng có đội xếp thứ ba thành tích tốt sẽ so với nhau. Chúng ta chỉ có một trong 4 đội thì chúng ta mới được vào vòng 1/8 ạ. Xin chào bạn CU, chào anh Dũng. Vào thời điểm này, các câu lạc bộ Việt Nam có thể bán tên sân vận động theo hợp đồng tài trợ để có thêm nguồn thu không anh? Các câu lạc bộ Việt Nam có thể bán tên sân vận động theo hợp đồng tài trợ để có thêm nguồn thu không anh? Bạn CU không hiểu về luật, hỏi một câu mà biết là bạn không có nắm thông tin. Các sân bóng là không phải thuộc của các câu lạc bộ, đây là trực thuộc của nhà nước ạ. Bán thế nào được ạ? Thôi mình bỏ qua cái ý tưởng đó đi nha, bỏ ngay và luôn, không liên quan đến câu lạc bộ nào hết á. Ai cho phép câu lạc bộ gì được quyền gì ở cái sân ạ? Xin chào bạn Bùi Hữu An, ngay từ đầu đã xác định khó qua vòng bảng nên đem đội trẻ thua cũng không ngạc nhiên lắm. Xin chào bạn Sơn Nguyễn, ngay từ đầu đã cử U20 đi đá thì người hâm mộ đã biết trước kết quả rồi, quan trọng là cọ sát học hỏi là chính. Xin chào bạn Hùng Nguyễn, bạn Phùng Văn Văn, dưới thời huấn luyện viên Park rất ít khi thua đậm. Đúng rồi, xin cảm ơn chia sẻ của bạn Phùng Văn Văn. Đúng là từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho đến đội trẻ thì... dưới thời huấn luyện viên Park thì số trận thua đậm hình như là cũng chưa quá 5 ngón tay đúng không? Chưa quá. Mình nhớ đội tuyển quốc gia thì có một trận thua rất là đậm là 4 bàn hay 3 bàn gì đó, là trận thua đội tuyển Úc ngay trước khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta trở về sân Mỹ Đình và giành cái chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Trung Quốc ở cái ngày đầu năm mới vừa rồi. Thì trước đó là chúng ta đã có một cái trận thua như là mình nhớ là 0-4 hay 1-4 gì á trước đội tuyển Úc ở bên Úc. Xin chào bạn Ly Công, sao lại ngoại binh thứ ba? Hai ngoại binh kia là ai vậy? Hai ngoại binh kia là João Mário, đá ở vị trí tiền đạo, và một người là vẫn là Pape Diakite, gương mặt quen thuộc của Hoàng Anh Gia Lai mùa trước. Diakite thì ký hợp đồng 2 năm với Hoàng Gia Lai. Xin chào bạn Minh Hòa, em chào sếp, theo em nghĩ U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội anh ạ. Đúng rồi, chúng ta sẽ cố gắng thi đấu thật là tập trung trước Ả Rập Xê Út, thậm chí là nếu cần phải đá với cái khái niệm là tiêu cực một chút để cố gắng là thủ hòa, thì mình nghĩ rằng là vẫn có cơ hội rất là cao. Xin chào bạn Đăng Khôi, bạn Thu Phương, thủ môn quá tuổi thì không cho bắt.
Em chào thầy Đoàn Văn Thân. Chào em không còn hào hứng với ASEAN mà hãy chờ V-League. Có Hoàng Anh Gia Lai hấp dẫn hơn. Huấn luyện viên cứ chê học trò nghe nản quá. Chúc em khỏe và mong gặp lại sớm. Dạ em cảm ơn thầy Đoàn Văn Thân ạ. Hẹn gặp lại thầy vào trận đấu đầu tiên, trận đấu mở màn của V-League 2023 trên sân Pleiku. Chưa biết là lượt trận đầu thì Hoàng Anh Gia Lai có được đá ở sân Pleiku hay không, hay là đá ở sân khách. Nhưng mà cái trận mà đá trên sân Pleiku, trận đầu tiên trong mùa, thì chắc chắn là Vlog Ngoài Đường Pitch sẽ tổ chức một tour du lịch hoành tráng để cả nhà có thể lên Pleiku đi cổ vũ cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Katisak, đi tham quan Măng Đen. Và ngoài ra thì có một cái chương trình nhỏ, đó là chúng ta sẽ ghé nhà của bác sĩ Đào Trọng Chí cũng như là nhà của anh Dương Minh Ninh để mà thắp cho cả hai những cái nén nhang như một cái lời tri ân đến cho hai thành viên của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai không may mắn. Chiều ngày hôm nay, lúc này thì chiều ngày hôm nay hoặc là ngày mai mình chưa nắm rõ về lịch, thì là sẽ tổ chức bốc thăm chia lịch thi đấu, xếp lịch thi đấu của V-League 2023-2024, đồng thời là họp hội đồng quản trị cũng như là họp ban chấp hành của công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF. Lúc này thì đại diện của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cũng đã có mặt tại Hà Nội rồi, và chúng ta cũng sẽ sớm biết cái lịch và Dũng sẽ ngay lập tức là lên cái kế hoạch để thông báo tour thật là sớm, để chốt sớm cho đoàn đông vui một chút. Chúng ta sẽ đi và cổ vũ cho đội bóng phố núi. Con chào chú Đặng Văn Năm ạ. Chúc sức khỏe chú Năm ạ. Xin chào bạn Tâm Ca. Quang Văn Chuẩn sai lầm liên tiếp từ SEA Games đến giờ, cũng bị lỗi ra vào bóng bổng, vậy mà vẫn có trong danh sách. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Tâm Ca. Ngày hôm qua thì mình cũng rất là bất ngờ khi mà mình đọc cái danh sách ra sân của đội tuyển Olympic Việt Nam, và rất là ngạc nhiên khi mà Đỗ Sĩ Huy tiếp tục dự bị. Không biết là ở trận đấu tới thì có thay đổi gì nữa hay không. Xin chào bạn Lê Hân. Vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai là hai cầu thủ chạy cánh chơi không tốt, nên các cầu thủ ngoại thường phải dạt biên nên khó ghi bàn, như Brandao có số bàn thắng mùa này rất thấp. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Hân Lê. Xin chào bạn Hùng Lê. Vậy là không phải Adisak hả anh? Thì bởi vậy mình đã bảo mọi người rồi. Suốt ngày cứ nghe mấy cái thông tin bịa ra không à, xong rồi cứ tin theo. Mình cũng thua. Nói chung là mình cũng thua. Xin chào bạn Anh Đông. Bạn CEO Anh Dũng ơi, đội bóng quê hương Hồng Di đang kêu gọi doanh nghiệp tài trợ 250 tỷ trong 5 năm để có thể đưa bóng đá Bình Phước sang trang, theo báo Thanh Niên. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn CEO. Bình Phước thì chúng ta cũng thấy rồi, vừa mới trải qua một cái mùa giải hú vía, và đến trận đấu playoff thì mới trụ hạng được. Nó thể nói là cũng rất là hồi hộp. Và vì vậy mà việc bây giờ nếu nhận được cái sự quan tâm lớn của tỉnh cũng như là của doanh nghiệp thì quá tốt cho Bình Phước. Tại vì có những cái mùa giải thì Bình Phước họ cũng rất là khó chịu. Họ cũng có những cái trận đấu gây ra rất nhiều khó khăn cho các đối thủ. Và nếu như mà có sự đầu tư lớn và tốt thì mình tin rằng là Bình Phước sẽ đủ sức tạo nên tiếng vang ở giải hạng nhất. Sân của họ cũng rất là đẹp. Xin chào bạn Yến Mai. Bạn cho mình hỏi, có thủ môn trẻ nào hiện giờ bắt tốt hơn Văn Chuẩn? Mình không đánh giá, không khẳng định là ai bắt tốt hơn Văn Chuẩn. Nhưng có những thủ môn đang bắt rất hay, rất lên tay. Nhưng mà vấn đề là cái sự lựa chọn của anh Hoàng Anh Tấn thì phải tôn trọng thôi. Chẳng hạn như Cao Văn Bình, như là Văn Việt. Văn Việt là một thủ môn trẻ. Nhưng mà cả nhà nên nhớ là Văn Việt mùa rồi lấy luôn suất bắt của Văn Hoàng. Có một số vòng đấu thôi là Văn Hoàng xảy một cái thôi là sau đó Văn Việt bắt là coi như hết lấy lại được vị trí luôn. Và bản thân chính thủ môn Văn Hoàng, người mà vừa đầu quân cho câu lạc bộ Hà Nội, cũng phải thừa nhận là Việt bắt rất lên tay trong thời gian vừa qua. Nên là vị trí số 1 trong khuôn gỗ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng là điều dễ hiểu. Thì đó có những cái thủ môn
rồi có cả Huy Hoàng nữa. Vâng, có những thủ môn mà mình thấy là cũng rất là chất lượng. Còn cái sự lựa chọn cuối cùng của anh Hoàng Anh Tuấn thì phải tôn trọng anh thôi. Tại vì đây họ làm nghề thì họ phải chịu trách nhiệm với cái sự lựa chọn của họ mà. Chúng ta chỉ là người đứng ở ngoài và quan sát và đánh giá thôi. Xin chào bạn Nguyễn Ngọc Tú. Mình vừa mới phân tích cái cửa xong rồi đó bạn Nguyễn Ngọc Tú ơi. Mình phân tích từ cửa chính đến cửa sổ luôn rồi. Chắc là Tú cũng cái câu này là Tú bình luận lúc mà mình chưa có đọc đúng không ạ? Xin chào bạn Anh Đông. Anh Dũng ơi, có thông tin Công Phượng về Bình Dương dưới trướng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Theo anh thì Bình Dương có thật sự cần Công Phượng không? Và anh nghĩ Công Phượng có thể cạnh tranh xuất đá chính không? Công Phượng, mình không có một cái thông tin nào liên quan đến Công Phượng về Bình Dương. Cho nên là mọi cái khả năng, mọi cái nhận định là mình không có nhận định. Tại vì mình chưa hề nghe thấy một cái thông tin nào nói về việc là Công Phượng về Bình Dương cả. Đối với cá nhân làm nghề của mình, đến thời điểm này mình tìm hiểu thì mình không nhận được bất kỳ một cái thông tin nào để nói về Công Phượng cả. Cho nên là mình sẽ không bình luận một cái viễn cảnh không xảy ra đối với quan điểm của mình. Còn ai có thêm thông tin gì khác thì mình không biết. Xin chào bạn nhóc Ren. Vậy là Hoàng Anh Gia Lai không chiêu mộ một tuyển thủ Thái Lan rồi. Ai bảo các bạn nghe những cái thông tin fake đầy ra ở trên mạng. Xin chào bạn Lê Công Phát. Đá thua thì học hỏi nhưng hoài mà không thuộc sau trận thua đau hơn trận trước. Ra châu Á còn một khoảng cách quá xa. Xin chào bạn Hồ Quốc Vĩ, bạn Đức Huỳnh. Hello anh, buổi chiều vui vẻ. Anh nghĩ Hoàng Anh Gia Lai mua trung vệ có bị thừa không anh? Tại em thấy Hoàng Anh Gia Lai đang thiếu một CDM. CDM thì viết ra, viết tắt, viết đừng có viết tắt theo cái chơi game. CDM là cái gì? Bạn viết tắt ra, bạn viết thẳng ra để cho khán giả, ví dụ mình đọc mọi người còn có nhiều cô chú hay là những bạn mà không nắm về các cái thuật ngữ, đọc không hiểu được là cái gì cả. Và thứ hai nữa là xin được chia sẻ với bạn là bạn nói vị trí trung vệ Hoàng Anh Gia Lai bị thừa, thực ra là đang thiếu trầm trọng. Văn Triệu mùa rồi đã bắt đầu được trao cơ hội, điều đó là rất tốt. Rất tốt, và Văn Triệu hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Kiatisak sử dụng ở một số trận đấu của mùa này. Nhưng những người còn lại là ai ạ? Chỉ có một mình Pape Diakite là đá trung vệ. Mùa trước có Đình Bảo, nên khi Diakite bị treo giò, Đình Bảo chám vào và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà mùa này Đình Bảo cũng đã chia tay đội bóng. Và như vậy là khoảng trống rất lớn. Lê Văn Sơn hay Dũng Quang Nho không thể nào là trung vệ được. Các bạn phải hiểu là hai cầu thủ này không thể nào bắt họ đá vị trí trung vệ được. Dũng Quang Nho có thể đẩy lên để đá tiền vệ trụ. Nhưng để bạn ấy đứng ở dưới thì một cầu thủ cao 1m73-74. Lê Văn Sơn thì cao 1m67-68. Đá trung vệ kiểu gì? Rất khó. Cho nên là bây giờ đó như là đúng như những cái nhận định của mình rồi, mình đã nhận định rồi. Hôm bữa khi mà mọi người hỏi là có phải là Adisak Raison về hay không, mình gọi cho Hoàng Anh Gia Lai, mình nói là sao tự nhiên đi lấy Thái Lan về làm gì? Trung vệ ngoại đang khuyết trung vệ thì không lấy một ông trung vệ về mà đá mà đi lấy Thái thì có mà tiêu à? Thái thì khác gì Việt Nam đâu, mà đá vậy có khi mình còn chấp tay, chấp cả một ông Tây nữa à. Trong khi người ta đá ba Tây thì mình đá hai Tây với một Thái. Thái thì có hơn gì cầu thủ Việt mình. Thì bên Gia Lai nói là ủa ai nói, sao có đâu, lấy ngoại chứ sao lấy Thái về. Lấy Thái là trừ khi trường hợp công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cho phép mua thêm một cầu thủ châu Á và tính là một suất cầu thủ châu Á chơi, nó mua Thái được. Lúc đó đảm bảo anh Sắc anh ấy kiếm người liền. Nó lúc này không được. Lúc này mà đưa một tiền đạo Thái vô vậy thì coi như là Hoàng Gia Lai đúng nghĩa chỉ có Pape Diakite và João Mario. Thêm một tiền đạo Thái. Một tiền đạo Thái đi ra so với mấy ông Tây của mấy đội khác, nó kèm cho chết luôn chứ đá gì. Kiểu gì đá được. Đây đâu phải là cái thời những năm đầu năm 2000. Cái thời đó anh Kiatisak và các cầu thủ Thái Lan có thể làm mưa làm gió, bởi vì lúc đó các câu lạc bộ Việt Nam mua mấy cầu thủ ngoại toàn cầu thủ ngoại lởm, gọi là Tây Ba Lô đó, anh em hay nói là Tây Ba Lô. Nhưng mà càng về sau này chất lượng trình độ cầu thủ ngoại mang về toàn là hàng khủng không, mà đưa mấy cầu thủ Đông Nam Á vô đá kiểu gì ăn lại người ta.
nên là không có chuyện đó. Nên ngay từ đó, thời điểm đó là mình đã hỏi và mình đã nói Hoàng Anh Gia Lai, mình đã nói là nếu mà lấy Thái về thì chết chắc. Hoàng Anh Gia Lai nói là ai nói lấy Thái vậy? Xin chào bạn Anh Hoàng, trung vệ Jean Clesio có về Bình Dương không anh? Lúc này anh không rõ. Hôm vừa rồi thì không thấy. Hôm vừa rồi lúc mà quay thì không thấy Jean Clesio. Anh chàng này thì cũng rất là nổi tiếng và to, cao lắm, nên là rất là dễ nhận ra. Nhưng hôm rồi thì đi quay thì mình không thấy. Mình có thấy mấy cầu thủ ngoại khác của Bình Dương thôi. Nhưng mà đây nè, đó hôm bữa nè. Anh chàng này thì đương nhiên không phải là Jean Clesio rồi, còn kia là Kizito rồi, là cầu thủ Việt Kiều rồi, cầu thủ nhập tịch rồi. Còn ở trên khán đài cũng có hai Tây đen nữa, có hai bạn Tây nữa, nhưng mà cũng không phải là Jean Clesio. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì cái trận này có thử việc một cầu thủ, đó là Kevin. Tuy nhiên là sau cái trận đấu này thì ngày hôm qua mình ra sân mình quay thì mình cũng không thấy Kevin đâu nữa. Và mình thấy Ted, một cầu thủ mới. Qua thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là anh Vũ Tiến Thành, anh ấy đã chốt với Ted rồi. Có lẽ là cũng ổn rồi. Đây là những hình ảnh mới nhất về buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua. Hôm nay thì đội họ sẽ tham dự một cái event ở ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ đó, có giao lưu với Patrick Lê Giang, Ngô Tùng Quốc, Võ Huy Toàn, Hồ Tấn Tài. Đó, đang có cái chương trình giao lưu đó ở ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ đó, chiều nay. Còn hôm nay thì hôm vừa rồi thì mình nhầm cái lịch. Đến ngày 24 này thì Bình Dương với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một cái trận giao hữu nữa. Và mình cũng sẽ cố gắng để đến mình tác nghiệp cái trận đấu giao hữu giữa Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn, để mà mang đến cho quý khán giả những cái hình ảnh và thông tin mới nhất về lực lượng của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Bởi vì trận đấu đó thì rất có thể là trung vệ Quế Ngọc Hải cũng sẽ ra sân để thi đấu cái trận đấu đó. Và mình hy vọng là sẽ mang đến cho quý khán giả thêm nhiều cái hình ảnh. Có một cái điều hơi tiếc một chút là cũng ngày 24 thì còn có một cái sự kiện nữa, đó là cái trận đấu thiện nguyện ở trên sân vận động Thống Nhất. Một đội bóng do một đội các cựu cầu thủ, danh thủ, huấn luyện viên và do huấn luyện viên Calisto dẫn dắt, và đội còn lại là do anh Phan Thanh Hùng dẫn dắt. Thì trận đó lại diễn ra cùng giờ với ở dưới Bình Dương, cho nên là mình sẽ chọn Bình Dương để mình đi tác nghiệp. Còn cái trận đó thì có hình ảnh mình sẽ nhờ các đồng nghiệp quay giùm và mình sẽ gửi đến cho cả nhà luôn vào buổi tối ngày 24 tháng 9 này. Xin chia sẻ cùng với cả nhà. Xin chào bạn Nguyễn Thị Kim Ngọc, bạn Thanh Thù. Đừng nói về kinh nghiệm như Văn Chuẩn thiếu kinh nghiệm lắm hả? Xin chào bạn Thảo Nguyên. Chào em, cho anh hỏi thầy Park Hang-seo giờ đang làm gì? Thầy giờ đang đi chơi là chính, chơi golf rồi đi chơi cùng với gia đình của mình thôi. Nói chung là vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Nếu mà có một cơ hội nào đó để tái xuất thì chắc là cũng sẽ nhận được sự quan tâm rất là lớn của người hâm mộ, đúng không ạ? Xin chào bạn Phan Quý, Lê Minh Bình có về lại Hoàng Anh Gia Lai không ạ? Mình nghĩ rằng là cứ về hết xong rồi... tùy sắp xếp tính toán của huấn luyện viên Katisak mà ai sẽ được giữ lại và ai sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội thi đấu ở những câu lạc bộ khác. Xin được chia sẻ cùng với bạn Quý Phan. Bạn Yến Mai, mọi người cứ hỏi tại sao không cho thủ môn quá tuổi Bắc phải đào tạo thủ môn trẻ để có lứa kế tiếp chứ. Xin chào bạn Anh Hoàng, trung vệ Jean Clesio về Bình Dương không anh? Câu này hình như là mình vừa mới trả lời ở phía trên cho cũng là anh Hoàng mà. Sao hỏi gì, hỏi spam câu hỏi hả?
Xin chào bạn Sinh Ba, năm nay Hoàng Anh Gia Lai sẽ cân hết các đối thủ nha anh. Không, không có chuyện là cân đâu em ạ. Chủ yếu là mục tiêu nếu mà vào được top 5 thì cũng mừng rồi, chứ ở đó mà cân gì. Xin chào bạn Vũ Nguyễn Hoàng Vũ, Hoàng Anh Gia Lai mùa tới vẫn thấy mỏng quá, không biết trụ nổi ở V-League 1 không? Không biết là mọi người suy nghĩ như thế nào mà mọi người lại đánh giá là mỏng. Mọi người thấy các đội bóng khác họ đi mua cầu thủ nhiều thì mọi người lại tự tưởng tượng ra cái chuyện là Hoàng Anh Gia Lai họ mỏng. Trong khi là mọi người phải nhìn ở cái khía cạnh đây là một đội bóng mà cái về cái tính ổn định, đầu tiên người ta phải đánh giá đến một cái câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ có lối chơi hay không và cầu thủ có phù hợp với cái triết lý lối chơi hay không. Thì các bạn phải biết là mỗi một đội bóng họ sẽ có những cái triết lý, có một cái lối chơi, nhưng mà con người để phù hợp với cái lối chơi đó mà xáo trộn thì mất cái gì ạ? Mất thời gian để hòa nhập và thích nghi và quen rơ. Nó rất là nhiều thứ phải mất để mà có được một cái đội bóng mạnh. Thế nhưng mà Hoàng Anh Gia Lai thì họ cần gì cái thời gian nữa, vì vẫn là những con người đào tạo đó. Một lớp ra đi thì vẫn chính là những cái cầu thủ cũng ăn tập giống như các đàn anh được đẩy lên để đá. Rồi đến lớp đó lại ra đi thì lại có một lớp khác từ dưới lại chám lên. Như vậy đó là một cái sự ổn định, duy trì được một cái tính rất là ổn định. Ấy vậy thì không thể nào nói là Hoàng Anh Gia Lai mỏng, mà những đội khác mới là những đội, nhiều đội mua người nhiều á, là chứng tỏ là họ bị mỏng đi. Khi mà họ bán đi hoặc là một số cầu thủ hết hợp đồng và ra đi thì họ phải vội vàng đi kiếm người khác để đắp vào, nên là họ sẽ bị mất rất nhiều thời gian. Còn Hoàng Gia Lai chẳng có mất gì cả. Vậy thì chúng ta phải nói, phải nghĩ đến là Hoàng Anh Gia Lai họ có lực lượng quá dày, dày đến cái mức mà phải đi cho đội khác mượn người để đá. Ở đây đang dư thừa người. Vậy chúng ta phải nhìn ở cái góc đó chứ, làm bóng đá chúng ta lại nhìn vào cái chuyện đi mua sắm cầu thủ để chúng ta đánh giá. Làm sao mà đánh giá vậy được? Như ngay cả mùa trước thôi là chúng ta đã thấy rồi, Hoàng Anh Gia Lai chỉ xui thôi mới rớt xuống cái nhóm chủ hạng, tại vì họ hòa quá nhiều. Tại vì họ còn non kinh nghiệm nên họ hòa quá nhiều. Nhưng mà năm nay có non không? Chắc chắn là sẽ không non nữa. Vì đá một năm thì đội biết đá như nào rồi, biết là cái nào là cái hay của mình rồi, sẽ đá theo hướng đó. Cái điều quan trọng thứ hai là anh Sắc, anh ấy nhận ra là bây giờ là khiếm khuyết ở cái vị trí nào để mà đắp người vô. Thì bây giờ lấy đúng hai tay cho trung vệ là coi như chắc rồi. Tại sao lại không mua thêm tiền đạo? Vì João Mário có rồi, đúng không ạ? Là một, không cần mua thêm nữa, vì anh ấy đã nói rồi. Mua thêm, mua cầu thủ ngoại vô thì chỗ đâu cho tiền đạo nội đá. Bên Thái tụi tôi cũng đang rơi vào cái tình cảnh đó. Anh ấy nói trong cái phần trả lời với đoàn du lịch, đúng không ạ? Cả nhà nghe. Anh ấy sợ, anh ấy sợ là Gia Lai là không được, phải để cho Bình, thằng Việt nó đá, Đinh Thanh Bình, Quốc Việt, phải cho mấy thằng tiền đạo nó đá, cặp với lại một ngoại là được. Bây giờ lấy hai ngoại và coi như tiền đạo Hoàng Gia Lai lại hết chỗ đá. Vậy thì lấy đâu, đến lúc là cần người trên tuyển, cung cấp lên tuyển thì lấy đâu ra, đúng không? Đó, thì rõ ràng là mình phải nhìn ở khía cạnh đó để mình thấy là năm nay hoàn toàn yên tâm luôn. Mình không cảm thấy một cái gì là lo sợ hết. Xin chào bạn Hà Đoàn, mình viết là U23 Việt Nam có thành tích tốt hơn một trong năm đội. Dũng hiểu rồi, dạ rồi, cảm ơn bạn Hà Đoàn. Xin chào bạn Cuộc Sống Sài Gòn Official, 04 thua Úc và 23 thua UAE. Tính 04 thôi, 23 thì không phải là thua đậm. Xin chào bạn Nghĩa Lê, Brandao đi đâu rồi em? Đến thời điểm này thì không có một thông tin nào là Brandao sang Việt Nam cả. Xin chào bạn Nguyễn Phương, anh Nguyễn Tấn Anh còn làm giám đốc điều hành của Hoàng Anh Gia Lai nữa không anh? Còn em ạ, anh ấy còn làm chắc phải 5-10 năm nữa. Xin chào bạn, lại là tôi. Cơ hội đâu đội Olympic đi tiếp, thế nào mình mới được đi tiếp? Nếu chúng ta hòa trước Ả Rập Xê Út, không tính đến thắng nha. Chúng ta cũng mục tiêu có lẽ cũng chỉ là cố gắng để hòa thôi. Nếu chúng ta hòa với Ả Rập Xê Út thì chúng ta đi tiếp.
nếu chúng ta thua Ả Rập Xê Út thì phải hạn chế thua cách biệt mà thua một trái, và nhưng mà đồng thời là những cái cặp đấu của các bảng khác phải thua cách biệt, thua xa xa xíu cũng căng thẳng, nhưng mà nói tóm lại là mục tiêu hòa cần phải được xác định. Xin chào bạn Uông Lê, bạn Nguyễn Phúc, bạn Seo, anh Dũng ơi, 15 giờ chiều nay xếp lịch thi đấu V-League 2023-2024. Lúc nãy mình cũng có chia sẻ rồi. Tại vì mình đang chờ cái lịch mà, để mình còn lên cái tour du lịch. Nên là mình chờ bên Hà Anh Gia Lai họ họp xong, họ gửi thông tin cái là mình lên cái tour luôn. Xin chào bạn Lê Văn Đầy, thủ môn Quang Văn Chuẩn sai lầm nhiều quá vậy mà cho Bắc Hoài. Xin chào bạn Vũ Thanh, có khi nào Hoàng Vũ Samson về Hoàng Anh Gia Lai nữa không anh Dũng? Không em ạ, Hoàng Anh Gia Lai bây giờ không muốn kiếm thêm những cái gánh nặng mà lương cao em ạ. Em nghĩ sao mà cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bây giờ người ta trẻ trung, người ta trai tráng, người ta khỏe, người ta đá tốc độ nhanh, mang một ông già về rồi nói là dùng kinh nghiệm, không có cần. Hoàng Anh Gia Lai không có cần cái khái niệm đó, không có cần phải đi trả tiền, tốn thêm tiền để đi mua một cầu thủ về để team phải gánh nữa thì rất là mệt. Không, không có em ạ. Đừng tin những lời mà giang hồ nói, xã hội nói. Xin chào bạn Nguyễn Trọng Quế, gọi thủ môn trên 23 tuổi mà không cho ra sân thì gọi làm gì? Xin chào bạn Bùi Minh Dũng, chừng nào Công Phượng về vậy bạn Dũng? Mình không có bất kỳ một cái thông tin nào liên quan đến Công Phượng để trả lời cho bạn cả. Cho nên là các bạn cứ xác định là những thông tin mà mình không nắm được thì nó là tin vịt. Xin chào bạn NTN Official, Tobelem Bình Định vừa đổi thành Quy Nhơn Bình Định kìa anh. Quy Nhơn Bình Định đó hả? Ủa sao mình bữa có bạn nói là thành cái gì Maryland? Maryland Bình Định mà bây giờ lại đổi thành Quy Nhơn Bình Định à? Đâu để check thử coi, check xem nào. Tại vì nếu mà đổi thành Quy Nhơn Bình Định thì nghe nó hơi kỳ kỳ. Maryland thì có khi là hay nhỉ. Để mình xem coi, đợi xíu. Câu lạc bộ bóng đá Bình Định công bố tên gọi mới ngày 22 tháng 9. Câu lạc bộ bóng đá Bình Định công bố tên gọi mới thành câu lạc bộ bóng đá Quy Nhơn Bình Định từ mùa giải 2023-2024. Trong lần công bố này, đội bóng có nhiều thay đổi ở băng ghế, huấn luyện viên và cầu thủ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây, để mình đọc tiếp luôn. Chia sẻ về tên gọi mới của câu lạc bộ, đại diện đơn vị chủ quản câu lạc bộ, công ty cổ phần Bình Định Sport cho biết, theo các nhà sử học, Quy Nhơn là địa danh đã có từ khá lâu ở miền Trung. Phủ Quy Nhơn từ xưa đã là một vùng đất thịnh đạt. Tên gọi Quy Nhơn có ý nghĩa đây là nơi hội tụ những người hiền tài, nhân nghĩa. Với tên gọi mới là câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định, chúng tôi mong muốn giới thiệu hình ảnh, vẻ đẹp và tiềm năng phát triển của thành phố Quy Nhơn đến đông đảo bạn bè, người hâm mộ trong nước và quốc tế, hướng tới tính bền vững của một đội bóng có lịch sử 48 năm. Trước mùa giải 2023-2024, lãnh đạo Quy Nhơn Bình Định FC cũng cho biết câu lạc bộ sẽ bổ sung cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ ngoại, trẻ, có thể lực tốt, đồng thời công tác huấn luyện, ưu tiên chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể lực và chú trọng tính phối hợp đang được tích cực triển khai. Đội bóng cũng tính toán bổ sung các cầu thủ trong nước và xem xét đưa các cầu thủ từ tuyến trẻ lên, tạo cơ hội cho các nhân tố mới xây dựng một đội bóng giàu bản sắc, fair play và cống hiến. Trước mùa giải mới, lãnh đạo đội bóng mong muốn các cầu thủ tập trung tập luyện, giữ gìn sức khỏe, năng lượng và phong độ tốt nhất để cùng đội bóng đạt thành tích cao nhất, xứng đáng với niềm tin và niềm tự hào của các cổ động viên. Đại diện câu lạc bộ cho biết, ở vị trí huấn luyện viên trưởng, ông Bùi Đoàn Quang Huy sẽ chính thức dẫn dắt đội bóng. Xuất thân từ Lò Năng Khiếu, Bình Định, cựu tiền đạo sinh năm 1977 có kinh nghiệm dày dặn trong công tác đào tạo trẻ và am hiểu đấu trường trong nước. Năm 2019, ông thay huấn luyện viên Phan Tôn Quyền cầm quân tại giải hạng nhất và giúp Bình Định trụ hạng thành công. Từ năm 2020 đến hết mùa giải 2023, ông là trợ lý huấn luyện viên, đồng hành dẫn dắt đội bóng, đất võ chinh phục nhiều dấu mốc, vô địch V-League 2 hạng nhất mùa 2020-2021 để giành vé trở lại V-League sau 12 năm.
giành hạng 3 V-League 2021-2022, Á quân cúp quốc gia 2022, hạng 3 cúp quốc gia 2023. Song song với việc bầu huấn luyện viên trưởng mới, một số vị trí như trợ lý huấn luyện viên, bác sĩ, trợ lý phiên dịch cũng đã được câu lạc bộ bổ sung thay thế. Dự kiến Quy Nhơn Bình Định sẽ có kế hoạch tập huấn thi đấu giao hữu một vài đội bóng đang chơi ở V-League trước khi bước vào giải đấu chính thức mùa 2023-2024. Xin cảm ơn cái chia sẻ rất là hay của một bạn. Bạn đợi Dũng xíu. Bạn NTN Official. Một cái thông tin rất là mới. Quy Nhơn Bình Định. Quy Nhơn Bình Định thì tên rất là dễ đọc rồi. Nhưng mà như vậy thì nhà tài trợ của đội sẽ như thế nào ta? Không biết là nhà tài trợ họ có đồng hành tiếp không hay là như thế nào? Đây mới là điều mà mình quan tâm. có thấy có bạn còn bình luận vô là có lẽ là bia Quy Nhơn tài trợ nên là đổi tên thành Quy Nhơn Bình Định. Mấy bữa nữa là Tomelem Bình Định sẽ lên để đá giao hữu ở cúp Thiên Long tại Gia Lai. Mình cũng sẽ có mặt để tác nghiệp và hy vọng là sẽ mang đến nhiều thông tin thú vị về tình hình lực lượng của đội bóng. Rất là cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi phần trò chuyện của Vlog Ngoài Đường Pitch vào trưa ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà trong chương trình bình luận vào buổi tối. Xin được nhắc lại với quý khán giả là vào lúc 15 giờ, tức là còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa thôi, đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ ra quân tại môn bóng đá nữ ASEAN 19. Chúng ta nằm ở bảng D cùng với Nepal, Bangladesh và Nhật Bản. Ở trận đấu đầu tiên thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đối đầu với Nepal. Xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Tối nay mà có cái lịch bốc thăm lịch thi đấu của V-League 2023-2024 thì mình cũng sẽ lên cái kế hoạch tổ chức cái tour du lịch và sẽ nhận đăng ký sớm luôn. Rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi và chúc cả nhà một buổi chiều bình an, mạnh khỏe, làm việc thật là hiệu quả. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi tối ngày hôm nay ạ.